sau buổi học chị Bích hôm nay mình cũng muốn chia sẻ lại một số bài học của chị Bích. Mình vừa học tối và là khi mình input vào mình đau không ra, mình học rồi mình chia sẻ nhận lại hơn đúng không các bạn? Các bạn dành cho mình một vài phút để mình có thể chia sẻ những bài học của mình. Thì cái đầu tiên bài học mình muốn chia sẻ đó chính là cái lòng biết ơn. Bởi vì thực sự là trong cái cuộc sống này, khi các bạn sống với gia đình mình này, sống với cả bạn bè mình, đội nhóm của mình, và khi các bạn không có cái tính biết ơn thì mình nghĩ là thực sự là cái năng nhân tâm của các bạn sẽ không thể hoàn thiện được. Vì giả sử bây giờ các bạn hoặc là các bạn không thể yêu thương một ai, không thể không có cái tính không có tính thân thiện với người nào khác, nhưng mà chính cái ba mẹ của chúng ta cũng phải biết ơn họ, phải biết ơn những người đồng đội luôn sát cánh cùng mình, luôn biết ơn những người ngồi cạnh mình hoặc đang kích cái động lực cho mình. Và cái bài học vì giá nhất hôm nay là chị Bích dạy cho mình, đó chính là rất là chúng ta cũng là người biến những cái thủ đoạn của mình trở thành cái động lực biết ơn. Cái này là lòng biết ơn không chỉ nó cho mình cái power, nó làm cho cuộc sống của mình thanh thản hơn. Các bạn có đồng ý như vậy không ạ? Bây giờ mà giả sử một người người ta chê nước, khi mà bạn được thưởng thức chẳng hạn, bạn bè các bạn cười chê bạn bè các bạn chửi mắng bạn của bạn, mày đi học thế, mình đã có một cái gọi là khi mình bắt đầu học tiếng Anh, mình không phải là đi thẳng một cái lên đích đâu, mà rất nhiều những cái thăng trầm. Đầu tiên mình đi học tiếng Anh, vào một vài tiếng Anh và học sau 2 tháng, rồi mình bắt đầu thi tiếng Anh. Thi tiếng Anh các bạn biết mình bao nhiêu điểm không ạ? Được gần D, đúng 5,5 điểm, đúng 5,5 trường đại học công nghiệp, đúng 5,5 điểm. Thiếu 0,1 điểm nữa là mình điểm D. Lúc đấy bạn bè mình thi nhau dội vào những cái lời chê trách của mình và bản thân mình, đó là mày đi học tiếng Anh thế à, thế mà mày đòi đi học à, tao ở nhà tao còn được điểm cao hơn mày thế này đó. Thì mình lúc đấy thì cũng cay chứ, cũng đau đớn chứ, nhưng mà nếu mà mình không biết chuyển hóa những cái năng lượng và những cái lời nói đấy, mà mình cứ nhìn vào những cái lời nói của họ, mình đau tinh thần thì mình mới đứng đây ngày hôm nay không ạ. Thế thì đó là cái ý nghĩa của bài học hôm nay chị Bích muốn nói với chúng ta, chúng ta hãy chuyển đổi những cái trạng thái tinh thần của các bạn, những cái trạng thái tiêu cực thành những cái ý nghĩ tích cực và những cái năng lượng tích cực. Hãy biết ơn mọi người. Và cái bài học thứ hai mình muốn chia sẻ chính là cái bài học về tính đồng đội. Cái câu nói này thì ai cũng biết rồi, đó chính là muốn đi xa thì hãy đi cùng đồng đội, và muốn đi một mình và muốn đi nhanh thì mình đi một mình, muốn đi xa thì đi cùng những cái đồng đội. Các bạn có đồng ý là nếu mà chị Bích dẫn đồng của mình các bạn tối hôm nay thì các bạn không thể nào nhiệt được như bạn đúng không ạ? Yes. Do tất cả mọi người ở đây cùng kích năng lượng nhau lên, và khi cùng mọi người để cùng nhau nhiệt của mình mới chán hơn rồi. So với là nhiệt tất cả đồng đội đúng không ạ? Yes. Yes. Đúng không ạ? Bởi vậy nên cái đội nhóm nó giúp cho các bạn khi các bạn đau tinh thần thì sẽ có người kích các bạn lên. Khi các bạn không hiểu chỗ này thì có người sẽ chỉ cho các bạn chỗ này, không hiểu chỗ kia thì sẽ chỉ chỗ kia. Và một cái quan trọng nhất đó chính là có cái tinh thần đồng đội. Người ta gọi là không có gì cái gia không cái đội nhóm của mình là một cái gia đình của mình, họ trao cho mình một cái tình yêu thương và mình trao cho họ những cái tình yêu thương. Và qua những cái các bạn công nhận là khi mà cuộc sống các bạn tràn ngập những tình yêu thương, cuộc sống các bạn có vẻ tuyệt vời hơn không? Yes. Và cái bài học thứ ba thì cái bài học cuối cùng mình muốn chia sẻ cũng là bài học về tính vượt đích. Trước mình cũng đã từng học về cái này, nhưng mà hôm nay chị Bích chia sẻ một cái bài học cực kỳ mới, nên mình cảm giác cực kỳ mới. Cuộc sống của chúng ta khi thay đổi khi chúng ta đưa ra quyết định, và cái suy nghĩ của chúng ta nó sẽ quyết định cái hành động. Các bạn có công nhận là tất cả những cái khía cạnh những cái hoạt động ở bên ngoài này đều là do suy nghĩ chúng ta mô phỏng lên đúng không ạ? Những cái nhà thiết kế sau khi người ta vẽ ra một cái bản thiết kế, người ta phải tưởng tượng trong đầu và suy nghĩ đúng không ạ? Thì suy nghĩ thì mình đến hành động để nó ra kết quả. Và như vậy thì khi mà các bạn ra quyết định chưa đủ, ra quyết định rồi thì các bạn phải hành động 100% năng lượng của mình, phải vượt đích. Tại sao vượt đích lại quan trọng? Giả sử bây giờ bạn tham gia một cuộc marathon với chị Bích bảo chạy một vài trăm mét, nhưng mà cái đích của bạn 2000 mét thôi, nhưng mà đã chạy 200 mét rồi, đã mệt rồi. Nhưng mà khi một cái tinh thần của một người ở trong 2% kia, cơ thể mình có thể làm được nhiều hơn như vậy, mình có thể chạy vượt qua 2000 mét kia, thì khi đó cái năng lượng của cảm xúc của bạn nó sẽ, cái tiềm thức của bạn sẽ
cho bạn năng lượng để mình chạy 2000m, nhưng mà đối với cả những người mà trong cái nhóm 48% người nghèo kia thì họ nghĩ là trời ơi chạy nữa chắc là mình chết, ui khó thở quá, thôi mình thôi đây dừng lại một chút nữa xong nào mình mới chạy tiếp cũng không sao, đúng không các bạn? Mình luôn mình trong cuộc sống của mình cũng hay đưa ra rất nhiều những cái lý do để bảo chữa lên những cái hành động tiêu cực của mình, nhưng mà mình biết là một cái là sau khi mình dừng lại dừng cháu là mình tiếp tục như thế, và vậy nên mình luôn chơi với một tinh thần bất định. Cảm ơn các bạn.